cho ta lắm ưu phiền, ham giàu sang quên mất nhân tâm. Ta gạt ai mãi sau kiếp luân hồi, ta nợ ai trả vào kiếp sau. Làm chi khi trần gian đầy những điều hoa, sống kiếp lợi danh quên yêu thương trao nhau thù hận. Đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Ta sống làm chi khi thế gian không còn tình yêu, ta sống làm chi khi trần gian đầy những điều hoa, sống kiếp lời danh quên yêu thương trao nhau thù hận. Đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Mình mình sai thiệt rồi. Để em đưa mình về nha mình. Buông cái tay ra, đừng có làm tôi bực mình nghe. Tôi không có mượn cô phải lo cho tôi. Cô tự lo cái thân của cô đi. Về, về mà lo suy nghĩ tìm kế sinh nhai đi, chứ mai mốt ra đường tha phương cầu thực. Đừng có oán trách tôi nha. Nha. Vợ cậu hai thiệt hả cậu hai? Nhìn dung nhan cũng thấy tươi tốt quá đấy chứ. Hòa nói cho em nghe nha, hai Hoàng này đã chọn làm vợ thì dĩ nhiên phải là người có nhan sắc rồi. Nhưng mà số của nó không có được may mắn. Nó chỉ được làm vợ của Hoa thêm 2 ngày nữa thôi. Là nó phải cuốn gói ra khỏi nhà rồi. Ủa, cậu nói nghe kỳ quá vậy? Gì đâu mà kỳ. 2 ngày Hoa tuyên bố Hoa sẽ thôi vợ. Cậu hai, hai Hoàng này sẽ lấy vợ mới. Chồng hai em ở đây, em nào muốn làm vợ của Hoa. Thì không cậu hai? Em được không cậu hai? Em được cậu hai? Cậu hai này, thấy chưa? Cô sáng mắt cô chưa? Tôi chỉ cần bỏ cô, lập tức biết bao nhiêu cô gái muốn làm vợ tôi liền. Cô nên biết thân biết phận của cô. Về đi, về đi. Lì hả? Làm lì hả? Được, tùy tôi. Giờ tôi uống tiếp này. Cấm cô không được làm phiền tôi nha chưa. Giờ mẹ cần. Thấy thương quá, giờ uống tiếp cho Hoa nha. Chị hai, chị đi đâu mà ướt mềm vậy nè? Chị vô đây. Chị ngồi xuống đi. Nè, chị uống miếng nước cho ấm người đi. Trời ơi, sao tay chị lạnh ngắt vậy nè? Thím bà, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thím phải giúp tôi muốn có con bằng mọi giá. Thím giúp tôi nha thím bà, thím giúp tôi nha. Được rồi, tôi sẽ tìm cách giúp chị. Sao? Bà thấy hả dạ chưa hả? Trả được thù rồi đó. Bà thấy mãn nguyện chưa? Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà như thế nào mà bà nỡ bất nhân bất nghĩa với tôi như vậy hả bà Vú? Bà đừng vội vui mừng. Bà tưởng sau khi bà giúp người ta hại tôi thì họ sẽ coi trọng bà sao? Không có đâu. Họ chỉ coi bà như một quân cờ. Sau khi dụng xong, họ sẽ giết bỏ bà. Lúc đó, không chừng bà còn khổ sở gấp trăm gấp ngàn lần tôi bây giờ đó. Bà Vú à, đời người khó biết trước lắm. Quả báo sẽ tới với bà đó. Từ nay cho tới khi chết, bà đừng hòng sống thanh thản. Bà cứ rủa xả tôi cho hết cơn giận trong lòng của bà đi. Sao bà không nghĩ lại coi, ai đã mượn việc thất nhân ác đức với tôi trước hả bà Tư? Bà nói vậy là sao? À, tôi hiểu rồi. Vậy ra có người sắp đặt hết mọi chuyện, đặng bà trở mặt với tôi, đặng làm phản tôi, có đúng không? Tôi biết người đứng sau lưng bà là ai rồi. Bà Vú, bà đã mắc mưu của họ rồi đó. Người ta mượn tay bà đặng hại chết tôi đó. Bà không tin tôi chứ gì. Bà quay về hỏi kẻ đó thử coi. Coi có đúng như vậy hay không. Tôi biết bà sẽ nói lại chuyện này với quân đê tiện đó mà. Thế nào hắn cũng lân la tới đây đặng dò xét tôi. Thật ra tôi cũng muốn biết kẻ đó là ai. Và tại sao hắn lại thù tôi lung vậy? Có chuyện gì hệ chồng mà Vú tìm tôi gấp vậy? À, Mậu ba, hôm qua tôi có xuống thăm bà Tư, nhưng mà bà Tư bà nói nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Má Tư nói gì với Vú mà Vú cho là kỳ? Bà Tư nói khó hiểu lắm. Tôi không thể cắt nghĩa cho mợ nghe được. Với lại có mấy việc tôi thấy nghi ngại trong lòng, cho nên tôi mới hỏi lại mợ cho rõ. Vú nhắc lại từng câu từng chữ mà má Tư nói cho tôi nghe lại đi. Dạ. đem món này mà đem tới. Em giận hay oán trách chị vì không lên tiếng binh vực cho em thì chị cũng đành chịu. Nhưng tội trạng của em đành rành ra đó, không thể nào dung thứ cho em được cả. Tôi không cần chị tới đây giả bộ thương hại tôi. Đừng làm bộ bi lụy nữa. Chỉ tại tôi thấp trí nên mới bị mấy người dụng mưu hãm hại tôi ra nông nổi này. Em vẫn chưa chịu sám hối vì tội lỗi của mình sao? Mọi chuyện đều do nhân quả đó em. Em đã gây ra lỗi tài trời như vậy thì em phải gánh chịu hậu quả đó chứ. Nếu như tội tôi lớn luôn như vậy, tại sao mấy người không giết chết tôi luôn đi? Cớ chi nhốt tôi ở đây làm gì? Thà tôi chết đi còn sướng hơn. Ngày nào cũng phải gặp mấy cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa trong cái nhà này. Em à, sao em lại buông ra những lời cay nghiệt như vậy hả em Tư? Nếu em vẫn cố chấp như vậy á thì chị không tới thăm em nữa đâu. Phải, chị không nên tới những chỗ như vậy. Rủi bị dạ lây thì mất danh tiếng của chị đó. Em Tư à, chị tới thăm em vì cái tình, cái nghĩa lâu nay chị em mình sống chung một nhà, chứ không phải tới nhìn em xa cơ thất thế mà đắc chí đâu. Em đừng nghi kỵ mọi người như vậy nữa. Vì em có tội cho nên bị xử theo gia quy, đó là luật lệ của nhà này. Em dư biết chuyện đó mà. Chị cứ dắt đi dắt lại cái tội của tôi như vậy. Vậy còn chị thì sao? Chị tưởng là chị đoan chính lắm à. Chị quên là chị cũng từng làm cho ông phải tím ruột bầm gan vì bị thiên hạ gièm pha là nuôi con người khác đó à. Nè, em nói xàm gì vậy? Em có tỉnh trí không đó? Việc này đâu phải chỉ một mình tôi biết, chẳng qua là không ai dám lên tiếng thôi. Tôi nhớ lúc ông còn sống, ông thường nói với tôi, trong lòng ông lúc nào cũng không được yên. Ông luôn lo sợ là ông sẽ bị người khác xỏ mũi dắt đi. Trời Phật ơi, em càng nói em càng hồ đồ đó ra. Em ăn nói cái gì mà kỳ khui vậy em Tư? Chuyện lâu quá nên chị quên, hay là chị không dám khơi lại hả chị hai? Để tôi nhắc lại cho chị nhớ nghe chị hai. Có phải chị sanh thằng Ba Lâm khi nó chưa đủ tháng không? Lúc đó thiên hạ đã bàn tán xì xào, cho rằng chị có thai trước khi về làm vợ ông. Mà chuyện đó cũng đúng thôi, bởi vì trước ngày rước dâu chị bỏ đi đâu đó với nhân tình cả đêm mà. Tất cả chuyện này là do ông kể với tôi đó. Ông còn nói mỗi lần ông nhìn thằng Ba Lâm, ông lại nhớ tới cái nỗi nhục mà chị mang tới cho ông đó. Ông oán hận chị lắm, chị có biết không? Vì chị mà ông bị thiên hạ chê cười. Chị thấy chưa? Nói cho cùng, chị có khác gì tôi đâu. Chị cũng có tội với ông, mà tội này còn là tội tày trời đó chứ, đúng không? Hả? Quý, ai chọc má mà coi bộ má tức tối luôn vậy? Má à, má bình tĩnh lại đi. Má uống miếng nước cho hạ cơn giận lên nha má. Tức quá mà, nó làm má giận run ta run chân luôn nè. Đời má chưa bao giờ tức giận như vậy hết á. Không thể chịu đựng được mà. Nó đã làm quấy mà không chịu tỉnh ngộ nữa, còn lôi mấy chuyện xưa lắc xưa lơ ra nó bá láp bá xàm gì đó. Trời ơi, đúng là ngậm máu phun người mà. Má đang nói ai vậy? Thì má Tư con chứ ai. Cha con đã nhìn lầm người rồi, sao lại có thể nhận một người độc ác như vậy về làm vợ chứ? Nó thâm hiểm thiệt là thâm hiểm mà. Ba Lâm à, cớ chi con không cho người giải nó lên quan, nhốt nó nhà làm gì? Tội giết chồng đâu phải là tội nhẹ chứ. Má à, việc này mà đưa lên quan sẽ tổn hại đến danh tiếng của gia đình mình. Con không muốn thiên hạ dị nghị gièm pha. Với lại, cha con đã mất lâu rồi. Nếu làm ồn ào, sẽ tủi cho vong linh của cha đó. Cũng chỉ vì mình biết nghĩ cho người khác, nên mới nương tay cho nó được nước nó làm tới vậy đó. Trời ơi, moi móc chuyện riêng tư người khác, làm bỉ mặt mình à. Má Tư nặng lời với má lắm sao? Nó không những mắng nhiếc má, mà còn xúc phạm tới con nữa kìa. Con? Tự nhiên nó nổi điên lên. Nó nói con không phải là con ruột của cha con. Nó nói má đã mang thai con trước khi về nhà này. Nó nói cha con hận má nên... Con à, thật ra chuyện này là do thiên hạ họ bịa đặt. Má Tư con nghe lớn được ở đâu đó, rồi trong lúc tâm trí bất minh nên mới hồ đồ nói ra như vậy thôi. Con đừng có để bụng nghe không con. Cha con không bao giờ tin mấy cái chuyện như vậy đâu. Trước đây cha con đã cấm tiệc những người trong nhà bàn tán hay nhắc lại chuyện con đẻ thiếu tháng. Con sẽ không tha cho bất kỳ ai dám xúc phạm tới má con mình. Cho dù họ có giả khùng giả điên, con cũng sẽ không tha. Ba Lâm à, không phải đâu con. Má Tư con không phải cố ý đâu. Chắc tại cô buồn bực trong lòng nên ăn nói thiếu suy nghĩ. Chứ cô đâu có lớn gan như vậy đâu con. Lâm à, con nghe má nói nè. Ba Lâm à, nghe má nói nè. Ba Lâm. Thôi chết rồi. Đã biết tánh thằng ba nó nóng nảy như vậy mà mình lại kể cho nó nghe làm gì vậy không biết nữa. Lần trước là chuyện của con Hường, lần này lại là chuyện của em Tư. Thiệt, cái miệng làm hại cái thân mà. Chết rồi. Chính tai ông nghe vậy sao? Em Tư dám lớn tiếng nhục mạ em hai vậy hả? Dạ, tôi nghe bà hai kể lại với cậu ba, không sót một chữ nào. Bà hai nói bà Tư dựng chuyện, lôi chuyện cũ ra, nói tầm bậy tầm bạ. Cái gì mà cậu ba không phải là con ruột. Rồi cái gì mà bà hai mang thai cậu ba trước khi về làm vợ ông Hội Đồng. Ôi, tùm lum tùm la hết bà ơi. Mô Phật, em Tư ơi, em quẩn trí rồi. Cái chuyện quá giản, cớ chi mà nhắc lại để mà cho thêm rắc rối vậy. Rồi cậu ba có nói gì không? Cậu ba giận lắm, mặt hầm hầm, bỏ đi ra khỏi phòng. Em Tư thật là không biết phân biệt phải quấy. Bản thân mình đã mang trọng tội mà lại gây xào xáo trong gia đình. Ôi cha, bữa nay lại lôi ra chuyện này, ngày mai biết đâu lại lôi ra chuyện khác nữa. Dạ bà nói phải đó. Không chừng mai mốt gì đó bà Tư bới móc chuyện gì của bà với cậu hai thì sao? Ông bốn à? Dạ. Tôi dặn ông bao nhiêu lần rồi, nói năng phải cẩn thận chứ. Tôi có khuất tất gì mà tôi phải sợ. Tôi chỉ lo cho em Tư thôi. Tại sao vậy? Tại sao em Tư không biết giữ miệng để rồi phạm thêm sai lầm khác? E rằng sau này sẽ thiệt thân đó. Em Tư ơi là em Tư, sao em không biết tu tâm dưỡng tánh? Rủi sau này có xảy ra chuyện gì là do em tự rước họa vô thân đó ngang em. Con xuống thăm má đây. Nghe vú nói là má không được khỏe. Má có muốn ăn gì không? Con kêu người nấu ăn cho má. Cô tốt với tôi quá. Tôi có gì đâu mà khỏe hay không chứ. Dạ, nếu như má Tư thấy khỏe trong người thì con mừng. Chứ con sợ tâm trí má đang buồn bực, rồi má không kiềm chế được, sanh ra nói năng thiếu cẩn trọng, rồi ảnh hưởng tới người khác á, thì gây họa lớn cho má đó. Má Tư à, má nghe lời con nói đi. Má đừng chọc giận người ta nữa được không má? Cảm ơn cô đã nghĩ giùm tôi. Nhưng đối với tôi bây giờ, chuyện sống chết không còn gì to tát nữa. Thà chết sớm cho sướng tấm thân, còn hơn là chịu đọa đầy, chết dần, chết mòn. Má đừng thất chí như vậy. Con sẽ nói với chồng con thu xếp cách nào đó cho má thoát khỏi cảnh này. Má ráng chịu khổ thêm vài hôm nghe má. Cô thiệt là có lòng nhân đức. Trong nhà này chỉ có cô là đối tốt với tôi thôi, còn lại chỉ toàn là người gian dối. Ngay cả bà vú là người thân tín nhất mà còn trở mặt với tôi mà. Má, thiệt ra vú thông đồng với má cả bằng việc này cũng do vú hiểu lầm má thôi, chứ vú không đến nỗi thâm độc như má nghĩ đâu. Con thấy vú cũng hối hận lung lắm. Vú đã nguyện ăn chay trường từ nay cho tới hết cuộc đời. Đã vậy tối nào vú cũng tụng kinh sám hối hết. Má rộng dung mà tha thứ cho vú nghe má. Vậy thôi, con đi vô cho má nghỉ ngơi. Con sẽ tìm chồng con cậy ảnh giúp đỡ. Việc gì con đã hứa với má, con sẽ làm. Má an tâm đi. Đúng là mày rồi. Má nói gì vậy má? Hôm qua tới nay, tao đã cố nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tao ngẫm nghĩ lung lắng mới biết được ai chính là thủ phạm đã hại tao ra nông nổi này. Là mày. Tất cả mọi chuyện là do một tay mày sắp đặt. Mày lập mưu chia rẽ tao với bà vú. Một mặt dụ tao rơi vào cái bẫy của mày, mặt khác xúi giục bà vú phản tao. Cớ gì mày thù tao luôn vậy? Có phải tao đã gây thù chuốc oán với mày từ trước khi mày bước chân vô cái nhà này, có phải không? Mày nói đi, đừng có giả bộ nhân từ nữa. Muốn giết người. Má nói gì kỳ khôi vậy? Con không hiểu chi hết. Mày diễn cũng hay lắm đó, nhưng vở tuồng của mày sắp kết thúc rồi. Tao sẽ cho mọi người thấy hết cái kết của nó. Họ sẽ biết ai mới là kẻ đáng sợ nhất trong cái nhà này. Mày cứ chờ đó đi. Má Từ, má làm con sợ quá. Má đang nói với con hay là đang nói với ai khác vậy má? Tao biết chắc sau khi bà vú quay về sẽ tới gặp người mà tao muốn tìm, và kẻ đó sẽ tự dẫn xác tới đây. Mày thấy không, tao nói có sai đâu. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Mày đừng hòng che giấu tâm địa độc ác của mày nữa. Má Tư à, mợ ba ơi, mợ ba. Bà vú hả? Dạ. Bà vô đi. Bà gọi cửa tôi mừng chi? Sao vú run dữ vậy? Bà Tư, bà Tư. Bà Tư làm sao? Bà Tư bị người ta cắt lưỡi rồi. Hả? Bà nói cái gì vậy? Mợ ba là do mợ mà hại bà Tư đúng không? Cớ chi mợ nhẫn tâm làm việc ác độc như vậy? Chứ đừng có nói tầm bậy. Nếu như tôi có hận má Tư đi nữa thì cũng không tới nỗi mà cái việc ác độc như vậy đâu. Tôi đâu phải là người mất hết nhân tính như vậy chứ. Suốt đêm nay tôi ở trong phòng, không hề bước chân ra khỏi nhà. Vú không tin thì tôi thề độc với Vú nha. Dạ, dạ, tôi xin phép ra ngoài. Lại thêm một người nữa bị cắt lưỡi sao? Chắc chắn kẻ mần việc này cũng chính là người đã ra tay với chị mình. Thiệt là tàn nhẫn mà. Có phải bà cả, hay bà hai, hay là bà Lâm? Chắc chắn là bà Lâm rồi. Cũng tại hắn sợ bà Tư bêu rếu chuyện của hắn, cho nên hắn ra tay thấm độc như vậy. Bà Lâm, anh dám ra tay với cả người thân của mình sao? Tôi phải đối phó với anh như thế nào đây? Má hai ơi, má hai dậy đi má hai. Có chuyện không hay rồi má hai ơi. Má hai. Gì vậy? Chuyện gì mà ồn ào vậy? Vô đây đi. Có chuyện không xong rồi má ơi. Hồi khuya. Hồi khuya làm sao? Má Tư có chuyện gì? Má Tư bị người ta cắt lưỡi rồi má ơi. Trời Phật, con đứa xàm gì vậy? Dạ con nói thiệt đó má. Sắp nhỏ mới mén lại với con. Tội nghiệp má Tư quá. Thôi để con chạy qua cho má con hay cái đã. Con đi đây. Chẳng lẽ nó giận đến không kiềm chế được hay sao? Biết xảy ra chuyện này thì mình học với nó làm chi? Giờ không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Con ơi là con. Thôi này, để ba gánh hết cho con nha con. Mô Phật. Từ sao rồi? Doctor cô nói gì không em? Hả? Cô sắc mặt em kìa. Sao mà thất thần quá vậy em ba? Không hay rồi hả chị ơi? Doctor khám cho em nói em Tư không xong rồi. Cổ vì quá hoảng sợ nên tâm trí bấn loạn. Giờ họ phải đưa cổ đi chữa bệnh về trí não rồi. Trời ơi, sao mà số mệnh em Tư lại khổ lũng như vậy? Hả? Đã vậy, từ nay em Tư trở thành một người câm mà em mãi không nói được nữa. Thiệt, nhìn em Tư ngất lên ngất xuống đau đớn như vậy, em không kìm được nước mắt. Con lại trời Phật, con lại Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài thương cho gia đình con. Con nguyện ăn chay trường quanh năm suốt tháng, bố thí làm phước để cho gia đình con được tai qua nạn khỏi kiếp này. Chị cả, chị định liệu như thế nào hả chị? Có nên để em Tư ở lại bệnh viện được không? Đốc tờ đã nói cách chữa trị cho em Tư như vậy rồi, thì mình phải nghe theo chứ biết làm sao. Mà như vậy cũng là cách tốt nhất cho em Tư. Cổ bị tâm bệnh, không có đưa về nhà được đâu. Gia đình mình lóng rài gặp toàn chuyện không may. Lần trước cả nhà một phen hoảng sợ vì chuyện con Hường, bây giờ lại chuyện em Tư nữa. Ai mà ác lung vậy, không biết họ có thù chi với nhà mình nữa. Em thấy bất an trong lòng lắm hả chị à? Tôi cũng lo lắm. Người ta hay nói câu nhất quá tam, không lẽ nhà mình còn một lần nữa sao? Thôi mà, thôi Đừng nói chuyện xui rủi. Sợ lắm. Em đang làm cho mọi người sợ đó. Chị cả à, chị phải mời thầy về cúng vái cầu an cho gia đạo thôi chị cả à. Chẳng thà tốn kém một chút mà tôi cảm thấy an tâm hơn, chứ như vậy thì... Ba, Dung mới đi thăm má Tư về hả? Nói thiệt với mợ, có lúc tôi cũng giận bà Tư lung lắm, nhưng bây giờ nhìn bà Tư xanh mát, ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, tôi thấy thương bà hết sức. Thiệt cái quân nào mà ác nhân thức đức quá trời, thà giết chết bà Tư cho rồi, chứ để cho bà Tư sống mà không bằng chết như vậy thì sống làm gì chứ. Vũ thương má Tư thiệt sao? Vũ đang nguyền rủa người hại má Tư, hay là đang mắng nhiếc tôi đó? Tôi... Vũ nghĩ là tôi có gan bằng việc đó hả? Mợ ba, tôi tức cho nên tôi nói cho nương giận vậy thôi, chứ tôi đâu dám hỗn xược với mợ đâu. Nói cho cùng, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không trở mặt với bà Tư thì bà Tư không bị giam trong củi và bị... Vũ thấy rai rất trong lòng đúng không? Vũ có ân hận á thì mọi chuyện cũng đã rồi. Tốt hơn hết Vũ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Mợ ba, tôi xin mợ cho tôi về quê an hưởng tuổi già. Đành rằng ở dưới quê tôi không còn ai thân thích hết, nhưng mà tôi muốn quay về đó. Tôi sợ căn nhà này lắm rồi mợ ba ơi. Mỗi khi nhớ tới con Hường rồi bà Tư là tôi bị ám ảnh, ăn ngủ không yên. Mợ à, nếu cứ chần chừ hoài không rời khỏi nơi đây thì người bị hại kế tiếp sẽ là tôi đó mợ. Vú đừng có tự hù dọa mình như vậy. Không ai làm hại Vú đâu. Mợ ơi, linh của tôi đúng lắm đó mợ. Mợ ơi, mợ cho tôi đi nghe mợ. Tôi cũng đã giúp mợ bận sắp công việc rồi, chắc mợ không cần tôi nữa. Tôi xin mợ, mợ cho tôi tỏa ý đi mợ. Mợ cho tôi đi đi mợ. Vú à, hôm nay Vú đối với tôi kỳ lạ lắm. Sao vậy Vú? Hay là Vú nghi ngờ chính tôi ra tay hại má Tư? Vú trả lời đi. Dạ không có đâu mợ. Tôi không dám nghĩ quét cho mợ đâu. Tôi thấy tôi già rồi, tôi chỉ muốn yên thân yên phận thôi mợ à. Mợ, tôi sợ lắm mợ ơi. Tôi sợ chết mà không toàn thay lắm mợ ơi. Vú bình tĩnh đi. Tôi đã hứa sẽ che chở cho Vú, Vú còn sợ gì nữa chứ. Vú muốn về quê đúng không? Dạ. Được rồi, sắp tới Vú giúp giùm tôi một chuyện này, rồi tôi sẽ cho người đưa Vú về tận dưới quê theo đúng ý nguyện của Vú. Vú chịu chưa? Nói thiệt với Vú, nếu như mà Vú đi ngay lúc này, chắc chắn người ta sẽ để ý Vú, và họ sẽ không tha cho Vú đâu. Vú tìm tôi có chuyện gì không? Dạ thưa bà, sáng nay đi chợ, mợ ba có mua được mấy khúc vải tốt. Mợ sai tôi đem qua biếu cho bà, với lại bà hai. Mà mợ ba còn dặn phải đưa cho bà trước, để bà coi khúc nào ưng ý bà lấy, còn lại thì tôi đem qua cho bà hai. Con cháu nó có lòng nghĩ tới mình là quý rồi, có xấu cũng thành đẹp mà. Về nói với mợ ba là tôi cảm ơn nghe. Dạ, mợ ba mà biết bà thích như vậy, chắc là mợ ba vui lắm đó. Sáng nay lúc lựa giải, mợ ba có hỏi là cái màu nào hợp với bà. Tôi nói là bà cả là người nhân đức, hay đi chùa lễ Phật, nên chỉ hợp với màu nhạt nhạt mà thôi. Dạ, tôi nói vậy có đúng không bà? Chà, lóng rài theo hầu mợ ba, nói năng cũng có khéo hơn trước ha. Chà, sắp giải này là Vú lựa cho tôi đó hả? Dạ. Vú cũng biết ý tôi quá ha. Dạ, tuy tôi không nói ra, nhưng trong lòng tôi lúc nào bà cũng là người tôi phải chịu ơn nhiều nhất. Cho nên tôi vẫn thường hay để ý coi bà thích gì, để tôi mừng cái đúng ý bà đó bà. Vậy sao? À, tôi có làm ơn cho Vú hồi nào mà sao tôi không nhớ ha? Dạ, là do bà mừng ơn nhiều quá cho nên bà quên. Chứ tôi nhớ như in. Cái ngày mà tôi bị ông hội đồng sai người giả vào miệng tôi, rồi đuổi tôi đi về cái tội bếp xếp, nói cậu ba không phải là con của ông hội đồng. Lúc đó mai là có bà xin giùm tôi, nên ông mới ngu giận mà tha cho tôi đó chứ. Không có bà, không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Thiệt, ơn nghĩa đó không biết khi nào tôi mới trả hết cho bà. Chuyện đó qua lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì? À, mà bà nhắc lại tôi cũng thấy ngờ ngợ đó. Dạ, thôi tôi không dám làm phiền bà nữa. Tôi xin phép tôi qua phòng bà hai, đặng đưa giải cho bà hai. À, khoan. Bà qua bên bà hai phải không? Mà cũng lạ ha. Mấy bữa nay không biết mắc cái chứng gì mà bà hai bà cứ ở trong phòng, không chịu bước ra ngoài. Không nghe tiếng bà nói lén phén cũng thấy buồn đó chứ. Dạ thưa bà, việc này tôi chỉ nói nhỏ với bà thôi. Là từ khi bà Tư lo chuyện cậu ba ra nói, bà hai có vẻ bực bội lung lắm. Không biết có phải bà hai lo nghĩ tới việc đó không, mà thấy bà hai có vẻ trầm ngâm, ít nói ít cười hơn lúc trước. Dạ thôi, coi như tôi chưa nói gì hết. Tôi xin phép bà tôi đi, chứ không về trễ mợ ba rầy tôi chết. Gửi lời cảm ơn mợ ba nghe. Dạ. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ra tay rửa mối hận với má con thằng Ba Lâm. Mày chết. Cậu là ai? Cớ gì lại bắt tôi tới đây? Tôi có thù oán gì với cậu hay sao? Rồi, chắc cậu bắt lộn người rồi. Làm ơn thả tôi ra đi. Thả ông nghe đi. Ông là người phải trả lời những câu hỏi của tôi, chứ không phải ông đặt câu hỏi để cho tôi trả lời. Ông biết chưa? Bây giờ tôi sẽ hỏi ông một số việc. Tôi nói trước, nếu tôi phát hiện ông cố tình trả lời sai thì tính mạng của ông cũng khó mà giữ được. Thì cậu cứ hỏi đi. Tôi biết gì tôi sẽ khai hết sự thật với cậu. Được. Ông có phải là Hai Nhuận? Hồi trẻ, ông từng làm tá điền ở cái xứ này, đúng không? Đúng đó, tôi đây chính là Hai Nhuận. Sau đó, ông đã bỏ làng đi tha phương. Rồi một thời gian ông mới quay trở lại. Việc đó lâu quá rồi, tôi không có nhớ được. Không nhớ hả? Ông dám giỡn mặt với tôi? Khai thiệt đi. Có phải ông bỏ đi là do lúc đó ông muốn chạy trốn cùng với nhân tình của ông, nhưng bất thành, và ông đã bỏ làng mà đi chứ chi? Cậu là ai vậy? Có gì cậu lại biết việc đó? Nói. Cái đêm mà ông đưa người đàn bà đó đi, hai người đã ăn nằm với nhau, và bà ta đã có thai, đúng không? Tôi không có làm cái việc đó. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Ông đừng có nói xạo với tôi nha. Ông tưởng không ai phát hiện chuyện tằng tiểu của hai người hả? Tôi cho ông hay một tin, là tin mừng đó. Đứa con của ông năm xưa nay nó đã lớn khôn rồi. Ông có muốn gặp lại nó không? Nhưng tôi làm gì có con. Cậu làm người rồi cậu ơi. Tôi không có làm. Ông đã chính là hai nhân rồi. Còn nhân tình của ông chính là Thu Điệp. Chính xác rồi chứ. Trời ơi, tại sao lại khơi lại chuyện quá giải của tôi vậy? Tôi với cổ đã cắt đứt ân tình từ lâu lắm rồi. Cổ lấy chồng, sinh con, đâu có can dự gì tới tôi nữa. Có chứ. Đứa con đó là của ông mà. Bây giờ tôi không nói nhiều với ông nữa. Giấy bút đâu? Đưa cho ông. Ông viết đi. Bây giờ cậu muốn tôi viết cái gì đây? Ông viết là bao nhiêu năm qua ông vẫn còn thương nhớ bà ta, và ông đang tha thiết muốn gặp lại bả. Viết lẹ lên. Viết không? Ông muốn sống nữa không hả? Thì nói cho ông biết, con dao này nó không có tính nhẫn nại đâu đó. Viết lẹ lên. Viết đi. Năm chia cắt, tưởng như đã đôi ngã phân ly, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ tới bà. Hôm nay tôi mạo muội viết lá thư này là vì tôi rất muốn gặp bà, đặng có đôi lời phân tỏ. Bà hãy niệm chút tình xưa, đừng từ chối mong mỏi của tôi. Người ta nói á, bà có bầu cậu ba trước khi về làm vợ hội đồng đó mà. Còn nữa nghe, tao nói. Còn cái gì nữa? Nói luôn đi. Mời hai. Cảm ơn ông. Không có chê. Bà Lâm. Tính giết người diệt khẩu hả? Thấy không con? Không có tin nổi má ơi. Bỏ chồng đi theo người đàn ông trong đêm đó mà nói là chỉ có tình bạn tri kỷ, trời, ai tin. Thằng Ba Lâm á, đích thị là con của ông hội đồng. Vì cái gì? Vì sao chị? Chị nói đi chị.